Hello, xin chào bạn nha. Hôm nay tôi sẽ làm một series với bạn, series Hero Bush. Và bây giờ tôi sẽ chào các bạn. Chào các bạn. Để tôi ra ngoài tôi nhìn nhé. Hero Bush. Hero Siren. Be Hero à? Cái gì? Đang quay video. Mày học hành gì mà cầm điện thoại nhá? Nhẹ về trốn mày. Con không biết. Sao được con thằng này rồi? Stress rồi. Failure. Chơi lại nhé. Neutral. Sao vậy? Ok, được có thế thôi. Đá mày bay đi luôn. Được có thế thôi à? Rồi, tiếp theo là màn của em tôi. Có 360 của Hero. Bây giờ đến cái con ác, đến cái con phản diện này. Rồi, em tôi sẽ chơi phản diện. Đi vào màu đỏ nhá. Một tí thôi. Vâng. 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 Mới 3 câu rồi. Chẳng với ai. Em sợ em chơi được có 160. Đi em đi. Vào gì đấy. Hero tận 300 cơ mà. Hero tận 300 cơ mà em. Thôi. Thế thôi nhé. Bây giờ tôi sẽ chọn Verlan đi. Không, không chơi mấy cái con này. Ê, tôi là Verlan mà. Ơi chết rồi. Server. Thôi chấp nhận thôi các bạn. Chơi server rồi. Ui ôi. Hay thế. Sao tôi lại chết? Chơi lại. À, tôi là villain. Tôi là villain. Criminal luôn rồi. No. Tôi muốn chết. Đây rồi, mày qua có cái gứa cả. Lại chết tiếp thôi, cho em chơi luôn đi. Toàn chết rồi nhỉ. Bên nào quên. Thích bên nào thì đi. Màu gì? Màu đỏ à? Thua. Tôi chơi hero đây. Savion. Savion. Tôi là hero nha các bạn. Xong bốn sớm. Đi vào đó. Ok. Ui. 600. Quả này em chơi ác nhân nha. Là màu gì? Màu đỏ. Đi vào màu đỏ. Màu đỏ. Bên nào quên? Bên này. Bên nào cũng được mà. Đi vào màu đỏ. Gì vậy? Không biết. Ôi ôi. Màu đỏ. Đỏ. Virus. Ây, sao tiêm biến thành người ơi. Final. Rồi, biến thành được villain rồi. Ăn đi. Đấm. À, không đến được. Có 400 mà. Get 400. Ôi, bên hero tận mấy nghìn. 1010. Các bạn. Next map. Tôi sẽ chơi về lần tiếp. Sẽ thành nêu chỗ này. Tôi là về lần mà. Đây cái này. Rhino.
villain rồi. Tôi thành villain rồi. Mày. Xin lỗi. Tôi bị quá tay các bạn ạ. Tôi bị quá tay. Ui, lần này chơi màu xanh nha. Lần này đi vào màu xanh nha. Ê, lên được map mới. Em lên được map mới. Get the get map à? Không get đâu. Bào đây. Màu xanh. Rồi đi vào màu xanh. Đi màu xanh. Ui. Em nghe. Em bựa tí mà. Ui, hero luôn rồi. Vaccine à? Màu xanh. Superhero. Bay. Đừng đi vào màu đỏ. Màu xanh. Ơi. Xít nữa chết nha. Đi cái này đi kiểu gì? Đi thế. Rồi, ăn nhiều vào. Ok, đấm. Ôi, yếu ấy. Chết. 50 luôn. What the? Lấy được 900. Ui, quất. Ui, 910. Thì ơi, superhero à? Superhero mới gì? Không biết. Tôi sẽ vào villain xem nào. Back story này. Get skin này. Tôi không có effect à. 20.000 mới mở được. Thôi đi nha. Ui, villain may quá. Ui. Này, đang làm video mà. Bay. Ui, súng. Bỏ. Đấm ra này. Mày. 700 luôn. Để tí. 1.400. Quả này chơi màu xanh nha. Tôi phải gỡ cái nào nhiều hơn thì tôi sẽ chơi cái ít hơn. Cho C1 chọn hôm nào. Không biết. Thích hôm nào chọn đi. Chọn hôm nay. The mod. Cho C1. Đừng một cái đi mở. Đi mở này không. Nè, get skin. Thì ơi. Tôi mở được con gái. Thôi. Đi. Bên nào con? Xanh. Này à? Ừ. Đi vào màu xanh. Yếu là đi. Đi vào màu xanh đi. Cái này bay sang màu đỏ. Ui dồi. Uầy, có 30 à? Superhero. Ê, love you. Nhiều tê. Mày quá. Ăn nhiều mà. Ok, đấm nó. Mày. 50 à? Ủa, con 70 cơ. Con nhiều. Get 800. Mới 2007. Vẫn chưa bằng. 2007. Tôi không biết được. Nó có bằng chưa. 2700. Vẫn chưa. Tôi vẫn sẽ chơi hero. Cái này tôi lên được hero rồi các bạn ơi. Nhảy sang. Ui, bắn tôi sang luôn. Sao tôi lại ăn đấy rồi. Recurse mới đúng. Tôi là superhero rồi. Mày. Nó chết luôn rồi các bạn. Nó đập tường nó chết rồi. Cái gì đây? Cúng về à? Ui, cúng về. Yeah. Rồi, các bạn biết tôi nói nhân vật nào không? Tôi nói về một nhân vật khác. Bây giờ tôi sẽ kết thúc video tại đây.